vừa trộm xe ra lập tức bị tóm. À, đứng lại, đứng im. Như vậy là hai thanh niên ngổ ngáo vừa trộm một chiếc xe ra thì đã ngay lập tức bị hai người đàn ông khống chế. Như vậy là còn chưa kịp nhảy lên xe và nổ máy thì đã bị giữ ngay tại trận. Rồi đi lên phường giải quyết. Vâng, vừa trộm được chiếc xe, xe không biển luôn. À, rồi vừa mới nhảy ra thôi nhưng đã bị hai người đàn ông giữ lại. Có lẽ là đây là hình sự hay là gì đó, cũng không rõ. Ôi, thanh niên này sao lại cầm cả giấy vệ sinh cho đây này. À, chắc đang buồn đi nhưng mà nghe ra nó vẫn phải hóng chuyện nhờ. Rồi, như vậy là hai đối tượng đã được giữ lại và giao cho cơ quan công an. Tôi tin tức cập nhật những video hay và nóng nhất ở Việt Nam qua một góc nhìn chân thực nhất. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Tôi tin tức để cập nhật những video hay mỗi ngày. Nhớ ấn đăng ký và like nha. Xin cảm ơn.